Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu chương trình với chuyên mục Bạn có biết. Kính thưa quý vị, trong chuyên mục Bạn có biết lần này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một đặc sản rất là độc đáo ở Trà Vinh, đó là dừa sáp Trà Vinh. Có lẽ dừa sáp Trà Vinh là một loại đặc sản rất là độc đáo, bởi vì cũng giống cây đó nhưng mà đem trồng ở xứ khác thì lại không cho trái. Và ở Trà Vinh thì không phải là vùng nào cũng có trái dừa sáp, mà chỉ có huyện Cầu Kè là nơi mà trồng nhiều dừa sáp nhất. Và nếu như mà ai mà đã một lần thấy trái dừa sáp thì đều muốn thử là không biết vị của nó như thế nào. Bên cạnh đó là chắc chắn quý vị cũng rất là tò mò không biết về nguồn gốc cũng như là gốc gác của nó từ đâu đến. Bây giờ thì Diễm hỏi anh Đức Tiến một câu nè, anh đã thử ăn dừa sáp bao giờ chưa nhỉ? Anh cũng có cơ hội về Trà Vinh và cũng được từng thử thức qua rồi. Cái vị của nó như thế nào anh có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết nè. Có thể nói rằng dừa sáp rất là khác biệt. Trong phần ruột dừa sáp thì đặc, và cái vị sáp nó sần sệt lại và có vị béo khác so với dừa bình thường. Khi ăn vào thì chúng ta sẽ thấy là ngoài cái vị sần sệt và béo như thế đó, và mình có cảm giác như là được ăn xương xa mà đặc biệt hơn so với dừa thường. Chính vì vậy là dừa sáp có cái tên đặc biệt khác nữa. Ngoài tên dừa sáp ra thì mọi người còn gọi đó là dừa đặng ruột hay là dừa kem. Nghe anh kể hấp dẫn quá ha. Thực ra thì dừa sáp nó vốn nổi tiếng, nhưng mà dừa sáp có mặt tại Trà Vinh từ bao giờ thì không phải ai cũng biết. Hồng Diễm xin chia sẻ một số thông tin. Dừa sáp đã có mặt tại Trà Vinh vào cách đây khoảng nửa thế kỷ. Thêm một số tài liệu thì cho rằng dừa sáp đã có mặt tại dòng cây xanh Trà Vinh vào khoảng những năm 1960. Tuy nhiên, một số tài liệu khác cho rằng dừa sáp đã có mặt tại huyện Cầu Kè vào năm 1942 do một nhà sư người Khmer trong chuyến đi sang thăm Campuchia thì đem về làm giống. Diễm biết không, có lẽ chính vì sự khác biệt thổ nhưỡng và nước ở vùng đất này đã giúp cho những cây dừa trồng trên vùng đất ra những trái dừa mà chúng ta gọi là dừa sáp. Và đây chính là sự khác biệt. Diễm thì ban đầu Diễm cứ nghĩ là phải là cái cây dừa sáp thì nó mới cho ra trái dừa sáp, có nghĩa là dừa sáp và dừa thường nó phải khác nhau. Tuy nhiên sau khi mà khảo sát thì Diễm nhận ra rằng cây dừa sáp nó hoàn toàn không khác gì cây dừa thường, và nó cũng chính là cây dừa thường luôn. Và không phải cây dừa nào nó cũng có trái dừa sáp. Mà thường là như thế này anh ạ, có nghĩa là những cây dừa bình thường nó mọc lên và nó có rất là nhiều chùm dừa. Trong những chùm dừa đó thì đa phần cũng là dừa thường, nhưng mà có khoảng từ 1 đến 2 trái dừa sáp, đó là may mắn lắm đó. Có cây thậm chí là không có trái dừa sáp nào luôn. Và để kiểm tra là trái đó có phải là dừa sáp hay là dừa thường thì người ta thường dựa vào âm thanh khi mà họ gõ vào. Thì âm thanh nó khác nhau, thường là dừa thường âm thanh nó sẽ trong hơn tại vì có nước. Còn dừa sáp thì âm thanh nó sẽ đục hơn tại vì nó đặc ruột ở phía trong. Đó là cách để người ta phân loại dừa thường và dừa sáp trên cùng một cây dừa thường. Chính vì sự khác biệt và đặc biệt như thế thì dừa sáp không chỉ là rất khó trồng mà đôi khi trồng được rồi cũng không được ngon cho lắm. Vì vậy dừa sáp có giá trị rất là cao so với dừa thường. Thông thường thì giá trị của một trái dừa sáp cao gấp hơn 10 lần, dao động từ 150.000 đến 400.000 một trái. Hiện nay ở Trà Vinh thì đã có vùng chuyên canh dừa sáp, đó là vùng Hòa Tân, và sản lượng dừa sáp ở đây là khoảng cỡ 20.000 cây, chiếm 80% cái tổng sản lượng dừa sáp ở huyện Cầu Kè. Nhờ áp dụng kỹ thuật thụ phấn trợ lực thì tỷ lệ dừa sáp trong buồng đã tăng lên 40-50% so với trước đây, và trung bình một cây dừa sáp hiện nay thì sẽ thu hoạch được khoảng từ 10-12 triệu hàng năm. Và một tin vui nữa đối với dừa sáp Trà Vinh, đó là vào tháng 1 năm 2013 vừa qua thì dừa sáp Trà Vinh đã được Cục Sở hữu Trí tuệ thuộc Bộ Khoa học Công nghệ cấp giấy chứng nhận hãng hiệu nhàn hóa. Điều này chứng tỏ rằng thì dừa sáp đã trở thành một cái thương hiệu, và đây cũng là thương hiệu độc quyền trên toàn quốc.